tháng bảy về, hàng triệu trái tim của những người con dân đất Việt lại thổn thức, nhớ nghĩ và tìm cách báo đáp ân đức sinh thành dưỡng dục của cha, của mẹ. Là những người con Phật, chúng ta hãy học theo tấm gương hiếu hạnh của tôn giả Đại Hiếu Mục Kiều Liên. Ngài đã cứu mẹ là bà Thanh Đề thoát khỏi cảnh ngã quỷ, thoát khỏi sự thống khổ do những ác nghiệp mà bà đã làm khi còn sống. Trên tinh thần đó, Chùa Ba Vàng long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu Phật lịch 2567, Dương lịch 2023 nhằm tạo nhân duyên cho bà con nhân dân, quý Phật tử có dịp bày tỏ lòng hiếu thảo với hai đấng sinh thành, dẫn dắt cha mẹ vào biển Phật Pháp để cho cha mẹ được quy y Tam Bảo, biết cúng dường chúng tăng, hằng mong tạo cội phúc thủ thắng. Đây cũng là dịp các Phật tử được tặng quà, được nói lời xin lỗi, gửi những lời yêu thương đến cha mẹ, vun đắp tình cảm đặc biệt thiêng liêng cao quý với cha mẹ. Con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con. Con rất biết ơn bố mẹ đã sinh ra con ạ. Con yêu bố nhiều lắm. Con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con. Cảm ơn bố mẹ đã nuôi nấng con lớn khôn ạ. Sự công lao của bố mẹ rất là vất vả để nuôi nấng bọn em. Mặc dù cái chặng đường này rất là ngắn, nhưng mà em cũng cảm nhận được là bố mẹ cũng phải rất là vất vả trên cái con đường rất là dài để có thể nuôi bọn em khôn lớn ạ. Mình thấy là chùa tổ chức lễ Vu Lan rất là ý nghĩa, để cho mỗi con người ta là nhớ về cội nguồn, nhớ về cha mẹ rồi tổ tiên. Rất là vui, hạnh phúc khi là mình được về chùa, mình tham dự đại lễ Vu Lan. Mình nhớ đến gia tiên, tiền tổ của mình để mình cầu siêu cho các cụ, để cho các gia tiên của mình được sinh về cảnh giới an lành. Tiếp tháng bảy mưa dầm xuôi suột, toát hơi mây lạnh ngắt sương khô, não người thấy buổi chiều thu, ngàn lâu bạc trắng lá ngô đông vàng, hàng bật dương bóng chiều man mác, lá chuối xanh yêu hắt mưa xa, bầu trời ám đạm mây qua, cõi dương còn thế nữa là cõi âm. Cũng trong dịp này, những người con Phật được nương oai đức chúng tăng tạo lập công đức, hồi hướng đến cho các vong linh gia tiên tiền tổ, vong linh cha mẹ nhiều đời lang thang, đói khổ trong kiếp ngạ quỷ. Mong rằng qua buổi lễ hôm nay, hạt giống hiếu hạnh trong tâm mỗi chúng ta lại nảy mầm, đơm hoa, kết trái, tỏa ngát hương thơm khắp cõi nhân sinh.